Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Huy và mình đến từ channel Nhạc Cụ Minh Phụng. Đối với các bạn nào mà mới vừa tập chơi guitar thì cái việc mà chọn được cho mình cái cây đàn phù hợp rất là khó khăn đúng không nào? Thì tụi mình trước đây cũng đã làm một số video clip nói về những cái mẹo cũng như là những cái lời khuyên cho các bạn để mà các bạn có thể lựa chọn cái đàn phù hợp với mình. Thì trong video clip lần này, tụi mình cũng sẽ đi về cái nội dung mà chọn đàn phù hợp với bản thân, nhưng mà mình sẽ chuyên sâu hơn vấn đề chuyên môn một tí, đó chính là về âm thanh của đàn hay nói cách khác. Video clip lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách test âm thanh cho người mới bắt đầu. Đầu tiên thì để mà test được âm thanh của đàn thì đầu tiên các bạn phải lên dây cho cái đàn của mình trước. Thì nếu như các bạn mới vừa tiếp cận với là nhạc cụ này thì các bạn có thể nhờ nhân viên ở cái cửa hàng mình đang mua, nhờ nhân viên lên dây cho mình. Thì chỉ khi mà lên dây đúng rồi thì các bạn mới có thể tiến hành những cái bước test âm thanh sau mà nó tốt hơn được. Ok, đó là bước đầu tiên trong các bước test âm thanh của chúng ta. Thì đối với cái bước tiếp theo đó là cái bước kiểm tra chi tiết của âm thanh của cây đàn của chúng ta. Thì đối với bước này chúng ta cần làm như sau. Đầu tiên thì các bạn có thể rải tay lần lượt từ dây 6 đến dây 1. Đấy, các bạn làm nhiều lần như vậy. Rồi khi mà các bạn nghe, các bạn cảm nhận được xem dây nó có bị quá là đanh, hay là nó có bị rè, hay là nó có bị quá là chói hay không. Đó là tùy theo cảm nhận của các bạn. Ví dụ như dây bị rè khi các bạn đánh nó sẽ có cái âm thanh như thế này. Đấy, thì khi đó các bạn cũng liên hệ với nhân viên để được hỗ trợ nha. Còn dây đanh thì khi mà các bạn đánh nghe nó hơi tù. Đấy, ví dụ là cái âm thanh như vậy. Thì sau khi mà rải cái đầu tiên xong rồi thì các bạn tiến hành chơi những cái điệu cơ bản trước. Thì nếu mà các bạn lần đầu tiên tiếp cận với là nhạc cụ này thì các bạn có thể nhờ nhân viên chơi dùm các bạn một đoạn nhạc, sau đó các bạn cảm nhận. Ở đây mình xin lấy ví dụ là một đoạn nhạc như thế này. Đấy, khi mà các bạn chơi các bạn nghe cái âm thanh này. Đó, thì khi đó cái đàn của các bạn đang bị rè dây thì các bạn có thể liên hệ với nhân viên để mà chúng ta được hỗ trợ nha. Ok, thì sau khi mà rải những cái hợp âm cơ bản, những cái điệu cơ bản rồi thì đến cái bước tiếp theo chúng ta sẽ cần làm là chơi những cái quạt những cái điệu phổ thông hoặc là những cái điệu ballad hoặc là slow cái kiểu như vậy. Thì mình sẽ lấy ví dụ như sau. Sau khi mà các bạn nghe được những cái điệu đàn mà nó chậm rãi như vậy, khi mà cái nguồn quạt á, nếu mà nó không phát hiện được những cái âm thanh rè hay là nó không bị đanh quá hay là nó không bị chói quá thì chúng ta mới có thể tiếp tục được cái bước tiếp theo. Thì đây cũng là cái bước cuối cùng của chúng ta. Thì đối với cái bước này các bạn có thể liên hệ nhân viên, nhờ nhân viên chơi giúp chúng ta những cái điệu nhạc có tiết tấu nhanh hoặc là nó dày đặc hơn một tí, đó chính là những cái điệu như là Fox, Bossa Nova. Thì mình sẽ lấy ví dụ như sau. Đó là toàn bộ những bước test âm thanh cơ bản mình muốn hướng dẫn cho các bạn. Thì mình xin có một số lưu ý nhỏ nhỏ với các bạn khi mà các bạn chọn đàn như sau. Lưu ý đầu tiên đó chính là khi mà các bạn chọn đàn, các bạn không được chọn đàn có action quá cao hoặc là quá thấp. Action đây là gì? Mình xin nói luôn, đó chính là khoảng cách giữa dây đàn và cần đàn. Ví dụ như cái đàn này, khoảng cách đó là vừa phải. Thì action quá cao đó chính là khoảng cách giữa dây đàn và cần đàn quá xa với nhau. Thì khi đó các bạn chơi âm thanh nó ra sẽ rất dễ bị đanh. Thứ nhất, thứ hai là nó sẽ gây khó khăn cực kỳ lớn đối với những bạn mà mới tập đàn, bởi vì
cái bà bấm nó sao dễ bị đau tay. Cho nên là nó sẽ dễ gây nản cho các bạn. Nếu mà accent quá thấp thì tất nhiên bù lại với cái kia nó, các bạn sẽ bấm rất là nhẹ nhàng thôi. Và bấm rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà bù lại thì cái âm thanh nó ra nó sẽ rất dễ bị rè. Lý do là dây đàn của mình nó sẽ cọ sát lại với những cái phím trên đây này, những cái phím trên cần đàn này. Thì nó quá gần nhau thì khi mà các bạn chơi những cái điệu quạt như lúc nãy mình nói đây, quạt nhanh này. Đó thì các bạn rất dễ bị, cái dây nó sẽ rất dễ bị cào vào trong cái phím này là sẽ gây rè dây không. Nếu mà các bạn chọn được cây đàn nào có action vừa phải thì các bạn vừa có thể dễ dàng luyện tập, vừa nó vừa cho ra âm thanh tốt nhất. Đấy thì khi mà các bạn chọn này, các bạn không được chọn đàn nào có action quá cao hoặc là quá thấp. Thì để mà biết cái này thì các bạn có thể xem ở những cái cây đàn khác trong cùng mức giá, hoặc là những cái kiểu dáng đàn mà các bạn thích, thì trong những cái cây đàn đó thì các bạn có thể chọn ra cái đàn nào mà mình ưng ý nhất là được. Ok, đó là chia sẻ đầu tiên của mình về cái việc chọn đàn. Chia sẻ thứ hai của mình đó chính là có một số mình biết có một số các bạn trẻ thì khi mà các bạn ra mua đàn thì nhân viên có khuyến nghị các bạn là các bạn có muốn gắn lắp EQ vào đàn của mình hay không. Thì cho bạn nào không biết thì EQ đó chính là một cái phần mà lắp vào trong thân đàn á. Ở cái đàn này mình không có thì mình sẽ để hình minh họa bên này nhé. Đấy thì đó là một cái bộ phận lắp vào trong thân đàn. Lắp vào trong đàn thông thường thì sẽ lắp ở mặt trên của cái đàn này. Ở dưới này nó sẽ có một cái lỗ để ghi jack cắm vào. Thì công dụng của EQ này chỉ đơn giản là nó sẽ kết nối được cái âm thanh của cái đàn các bạn nó sang loa ngoài để mà các bạn trình diễn ở trên sân khấu. Để mà biết có nên lắp cái EQ này hay không thì mình, cái đó là tùy vào nhu cầu mua đàn của các bạn thôi. Nếu như các bạn muốn mua về để mà giải trí, để mà chơi những bài nhạc mình thích thì EQ có thể là trước mắt nó sẽ không cần thiết đối với các bạn. Đối với các bạn nào mà muốn mua đàn về luyện tập một thời gian rồi sau đó các bạn mang đi diễn để đi giao lưu ở trên những cái sân khấu lớn thì các bạn nên lắp EQ, bởi vì nó rất là cần thiết cho các bạn. Ok, và đó là một số lời khuyên cũng như là lưu ý của mình cho các bạn để mà các bạn có thể lựa chọn được cái đàn nào phù hợp nhất với mình. Thì mình xin phép dừng video clip tại đây. Nếu các bạn cảm thấy nội dung của mình hữu ích, các bạn có thể để lại một like, một share, một subscribe cho channel của mình để chúng ta tiếp tục theo dõi những cái nội dung bổ ích phía sau này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.